khủng long ăn cỏ đấy. Thế mẹ của bạn khủng long ăn cỏ đâu? Đây rồi. Đâu xem đúng không nào. Các bạn ơi, Vin ở đây là khủng long ăn cỏ nhá. Có một cái cổ rất là dài này. Đây là hai mẹ con là khủng long ăn cỏ nhá. Chu ru chu ru chu ru. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Hôm nay bạn Bin sẽ bóc trứng khủng long nhá. Và đi tìm mẹ cho các bạn khủng long con nhá. Các bạn thử xem bạn Bin sẽ có tìm đúng mẹ cho bạn khủng long con không nhá. Bạn gì đấy con? Đâu cho các bạn xem nào. Đây, bạn Bin vừa bóc được một bạn khủng long con nhá. Ê, mẹ của bạn khủng long này đâu nhỉ? Bin tìm đi xem nào. Đúng chưa? Đâu cho các bạn xem giống không nào. Đây, các bạn nhìn nó giống không? Chu 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 chu. Chu chu chu. Bin bóc một bạn là màu hồng nè. Sừng. Đây các bạn ơi, bạn Bin đã tìm đúng luôn nhá. Hai mẹ con đây này, cưỡi lên lưng nhau nhá. Đó. Như là nhìn hai mẹ con cưỡi lên lưng nhau. Đẹp không? Thế con bóc quả trứng màu xanh lá cây đi. Bạn gì đấy? Dạ, con là... khủng long gì? Khủng long đâu? Khủng long gì? Đâu cho các bạn xem khủng long gì nào. Khủng long cổ đây. Khủng long cổ dài hả con? Khủng long cổ đây, khủng long cổ đây. À, khủng long ăn cỏ đấy. Thế mẹ của bạn khủng long ăn cỏ đâu? Đây rồi. Đâu xem đúng không nào. Các bạn ơi, Vin ở đây là khủng long ăn cỏ nhá. Có một cái cổ rất là dài này. Đây là hai mẹ con nhà khủng long ăn cỏ nhá. Chu ru chu ru chu ru. Ba la, bóc ra quả trứng khủng long. Đấy, Vin lại bóc được con khủng long gì đây? À, giống bạn này à? Đâu mẹ cho các bạn xem nào, xem giống không nào. Dạ. Đấy. Các bạn ơi. Đúng rồi nhá, đây hai mẹ con nhà khủng long gai này. Wow. Hôm nay bạn Bin học nhận biết là sự giống nhau nhá. Đấy. Ở thế này. Giống chưa? Khủng long gì? Hai con khủng long đại. À, hai bạn khủng long này giống nhau, mình xem có giống nhau không nào. Bạn ơi, đây là khủng long có cái quạt trên lưng nhá. Đây bạn khủng long nhỏ này cũng có này. Các bạn có nhìn thấy cái gai ở trên lưng không? Giống nhau đấy, đây là hai mẹ con nhà khủng long đấy. Đấy bạn Bin bảo chu ru chu ru. Tìm ra bạn khủng long. Đúng không? Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Đây là các bạn khủng long con và khủng long mẹ nhá. Đấy, đẹp chưa? Con ngồi khoanh chân chưa? Giỏi quá. Ba la mở ra bảo quả trứng khủng long. Hôm nay nhá, bạn Bin đã học nhận biết sự giống nhau rất là tốt rồi nhá.
Thế thôi con Bin ơi, con chào tạm biệt các bạn nào. Thích quá. Đỡ rồi. Các bạn đỡ. Thế con chào tạm biệt các bạn chưa? Đỡ đỡ. Bin. Bin chào tạm biệt các bạn chưa? Chào biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của bạn Bin nhá. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Bin Tin Hin để xem thêm nhiều video hấp dẫn của bạn Bin. Xin chào. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video của bé Bin. Đừng quên subscribe kênh YouTube Bin Tin Hin để xem video mới của con nhé.